Xin kính chào quý khán giả, đây là bản tin quốc tế sáng ngày 4 tháng 4 năm 2017, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ tự giải quyết mối đe dọa hạt nhân đến từ Bắc Hàn, bất kể có hay không có sự trợ giúp của Trung Quốc. Điều này được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói tới trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Financial Times và được truyền thông loan tin ngày 2 tháng 4. Tổng thống Trump nói, và chúng tôi xin trích nguyên văn như sau, nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Bắc Hàn, chúng tôi sẽ làm. Nhấn mạnh đó là điều ông muốn cho thế giới biết. Trả lời câu hỏi liệu Hoa Kỳ có thể thành công khi đơn phương giải quyết chuyện bắt hàng hay không, Tổng thống Trump trả lời là Washington có đủ khả năng để làm điều đó. Cũng cần nói thêm hồi tháng trước khi ghé thăm Nam Hàn và Nhật Bản, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cho hay chính sách ngoại giao mềm mỏng được thực hiện với Bình Nhưỡng trong 20 năm qua với hy vọng thuyết phục Bình Nhưỡng đình chỉ ý đồ chế tạo vỏ khí hạt nhân đã không đem lại kết quả, tiết lộ mọi biện pháp khác đều được Washington tính tới, kể cả biện pháp quân sự. Trong cuộc phỏng vấn, tổng thống Hoa Kỳ nhắc lại điều ông từng nói khi còn vận động tranh cử là ảnh hưởng của Trung Quốc với Bắc Hàn rất lớn và đã tới lúc Bắc Kinh phải quyết định có tiếp tay với Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề hay không. Tổng thống Trump nói thêm nếu Bắc Kinh đồng ý hợp tác cùng Hoa Kỳ thì điều này sẽ có lợi cho Trung Quốc. Khi được hỏi Trung Quốc sẽ có lợi gì khi tiếp tay với Mỹ, Tổng thống Trump trả lời lợi nhuận đó là lợi nhuận về thương mại. Một cuộc tập trận hải quân chung giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ được tiến hành từ ngày thứ Hai, 3 tháng 4 nhằm mục đích chống lại mối đe dọa tên lửa tàu ngầm của Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tin vừa nêu vào ngày mùng 3 tháng 4. Cho biết thêm, cuộc tập trận kéo dài 3 ngày với sự tham gia của hơn 800 binh sĩ cùng nhiều khu trục hạm và trực thăng chống chiến tranh tàu ngầm được diễn ra tại khu vực bờ biển phía nam của Nam Hàn gần Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nam Hàn cũng cho biết cuộc tập trận hải quân chung giữa ba nước đồng minh nhằm mục đích quyết tâm chống lại mối đe dọa tên lửa tàu ngầm của Bắc Hàn, kể cả tên lửa đạn đạo. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại bán đảo Triều Tiên sau một loạt phóng thử tên lửa do Bình Nhưỡng thực hiện và có thể đang chuẩn bị cho thêm một lần thử nghiệm nguyên tử khác. Đồng thời, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm Chủ nhật lên tiếng Mỹ chuẩn bị đơn phương giải quyết chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn nếu Trung Quốc không sẵn sàng hợp tác. Thưa quý vị, Nhật Bản sẽ điều đại sứ Yasumasa Nagamin trở lại Hàn Quốc vào ngày 4 tháng 4 tới đây. Hãng thông tấn AB cho biết tin như vừa nêu vào ngày hôm qua 3 tháng 4. Trích dẫn lời Ngoại trưởng Fumio Kishida cho biết, cả hai quốc gia cần trao đổi thông tin ở cấp cao và phối hợp chặt chẽ với nhau để đối phó với các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Trước đó, Nhật Bản đã triệu hồi đại sứ tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine về nước sau sự việc bức tượng phụ nữ mua vui được đặt ngay bên ngoài tổng lãnh sự quán Nhật tại thành phố Busan vào ngày 28 tháng 12 năm 2016. Phía Nhật Bản cho rằng bức tượng người phụ nữ mua vui ở Hàn Quốc đã xâm hại nghiêm trọng tới những thỏa thuận song phương và công ước Vienna năm 1961 về quyền ngoại giao phụ nữ mua vui là bức tượng đồng cao 1,5 mét, mô phỏng hình ảnh người phụ nữ chân trần ngồi trên ghế. Đây là biểu tượng gợi nhớ tới những người phụ nữ bị đưa vào các nhà thổ và ép buộc quan hệ tình dục bởi binh lính Nhật trong Thế chiến thứ hai. Khoảng 200.000 phụ nữ Hàn Quốc phải làm công việc này và còn khoảng 46 người còn sống. Năm 2015, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thỏa thuận đền bù khoảng 8,6 triệu Mỹ Kim nhằm xin lỗi những phụ nữ Hàn từng phải trải qua sự việc này trong thế chiến. Trước đó, bức tượng phụ nữ mua vui cũng được đặt ngay bên ngoài Đại sứ quán Nhật tại thủ đô Seoul. Thưa quý vị, đảng đương quyền miến điện cho bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo thắng gần một nửa số phiếu trong cuộc bầu cử bổ sung các ghế quốc hội ở Trung ương và địa phương diễn ra hôm Chủ nhật 2 tháng 4. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên sau một năm liên đoàn toàn quốc vì dân chủ lên nắm quyền, trong bối cảnh kinh tế còn trì trệ, và khi mâu thuẫn và bạo động liên quan đến sắc tộc đặt chính phủ trước nhiều thử thách. Phát biểu trên đài truyền hình hồi đầu tuần, bà ông San Suu Kyi thừa nhận sự bất bình của dân chúng đối với tiến trình cải tổ và phát triển chậm chạp của đất nước trong thời gian qua. Tuy nhiên, bà Suu Kyi vẫn nhấn mạnh ưu tiên của chính phủ và của bà là chấm dứt tình trạng xung đột sắc tộc đang làm biến điện trở thành một đất nước có nội chiến. Với kết quả bầu cử hôm chủ nhật, đảng đương quyền hy vọng việc nắm đa số trong quốc hội sẽ giúp hành pháp giải quyết mối bế tắc chính trị một cách thuận lợi hơn. Ông Quinten, một thành viên cao cấp của Liên đoàn toàn quốc vì dân chủ đang nắm quyền cho rằng cái khó phải đối diện là vấn đề khác biệt ngôn ngữ và lực lượng dân quân sắc tộc người San có vũ trang. Những cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và dân quân vũ trang người San đã tăng cao trong mấy tháng vừa qua. Thế giới vẫn còn khoảng 1 tỷ người không có điện để dùng và chừng 3 tỷ người không có nhiên liệu sạch để nấu ăn. Dựa theo bản phúc trình mới được Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Năng lượng Quốc tế phổ biến vào ngày hôm qua tại Tây Ban Nha. Phúc trình dựa theo những chi tiết ghi nhận được từ năm 2012 đến 2014 cho thấy châu Phi cao nhất thế giới, tức là dẫn đầu danh sách khu vực với số lượng dân chúng không có điện để sử dụng và không có nhiên liệu sạch để nấu ăn. Phúc trình cũng ghi rõ đại đa số những người không may này cư ngụ tại những vùng sâu vùng xa nơi mà chính phủ không có ngân khoản để thực hiện kế hoạch đem điện đến cho mọi nhà. Trong cuộc họp báo trực tuyến để công bố bản phúc trình, bà Rachel Kite, giám đốc chương trình mang tên Điện lực cho mọi người do Liên hiệp Quốc khởi xướng, nói rằng tất cả các chính phủ cần phải làm hơn nữa để bảo đảm mọi nơi, mọi nhà đều có điện, vì đó là điều kiện sống căn bản của con người, đồng thời là điều kiện giúp xã hội phát triển. Cũng trong cuộc họp báo, bà Vivian Foster Trưởng ban kinh tế năng lượng của Ngân hàng Thế giới cho biết hàng năm có 4 triệu người thiệt mạng chỉ vì hít thở khí độc khi sử dụng than củi hoặc dầu cặn để nấu ăn. Bà Foster nói thêm, tình trạng này tiếp tục xảy ra vì những nhà hoạch định chính sách của nhiều quốc gia không quan tâm đến Bản phúc trình được công bố trước khi các đoàn đại diện cho những quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc gặp nhau ở New York để thảo luận về kế hoạch năng lượng toàn cầu và những mục tiêu phải đạt được vào năm 2030. Và sau cùng, thưa quý vị, một bản tin Việt Nam cho biết gần 700 công nhân công ty diệt may Mai Sang Textiles, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 3 tháng 4 đồng loạt nghỉ việc vì bức xúc với những quy định không hợp lý do giám đốc nhân sự mới của công ty này đề ra. Báo trong nước dẫn lời một nữ công nhân làm việc tại đây cho biết ông Chan, người Đài Loan, Trung Quốc, đã đưa ra nhiều quy định lạ đời gây khó khăn cho toàn thể công nhân. Một trong những điều đó là cấm mọi người mang thức ăn, đồ uống và cả áo khoác từ bên ngoài vào. Người nào vi phạm sẽ bị trừ 10% lương cho lần đầu, 20% cho lần thứ hai và lần thứ ba sẽ bị đuổi việc. Theo nữ công nhân này kể lại, lý do mọi người phải mang thức ăn vào vì suất ăn công nghiệp và nước uống tại đây lại không đảm bảo chất lượng chính cô đã mang ba trái bắp trong ngày đi làm thứ sáu cuối tuần qua nhưng đến cổng thì bị chặn lại chỉ được mang một trái hai trái phải bỏ lại cũng theo người này phụ nữ có thai uống sữa trong giờ làm việc cũng bị phạt một nữ công nhân khác thuật lại rằng buổi trưa nắng gắt nhưng ông chan không cho phép công nhân mặc áo khoác khi di chuyển từ nhà để xe vào nhà máy Thưa quý vị, tin cho hai buổi trưa cùng ngày tất cả các công nhân trở lại làm việc sau khi lãnh đạo công ty và chính quyền địa phương kịp thời có mặt để đối thoại. Công ty cũng đưa ra quyết định không để ông Chan tiếp tục làm việc và ông này rời khỏi nhà máy cùng ngày. Chương trình truyền hình mạng của Ban Bình ngữ Đại Hà Châu Tự Do có thể xem trực tiếp qua những công cụ mạng xã hội như Facebook và Youtube trên trang chủ OAV tiếng Việt một cách dễ dàng. Mời quý vị truy cập vào xem. Vừa rồi là bản tin sáng ngày 4 tháng 4 năm 2017. Chân nhiên cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Nếu quý vị có những ý kiến đóng góp cho chương trình ngày được phong phú hơn, xin quý vị gửi email về địa chỉ viettvavongoav.org. Chân nhiên xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối nay.